các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một chú sâu nhỏ nhé. Đầu tiên chúng ta cũng vẽ hai cái mắt giống như là bạn bướm và bạn ong ấy. Phía trong chúng ta cũng tô hai con ngươi màu đen này, rồi nối phần trên với nhau để thành đầu, nối phần dưới, rồi vẽ miệng của chú sâu, không quên hai cái râu ở trên đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ các đường cong để tạo thành thân của chú sâu nhé. 1 2. Các bạn có thể vẽ đây thì trở thành các hình tròn cạnh nhau cũng được. Đó, cô chú đang vẽ phần thân của chú sâu đấy, cái đuôi nhọn này. Và ở mỗi một cái phần hình tròn ở giữa thì chúng ta sẽ vẽ hai cái chân nhé. Chú sâu có rất nhiều sân và chúng đang nhìn các bạn đấy. Khi vẽ xong chân của chú sâu thì chúng ta sẽ chọn màu để tô chú sâu cho thật đẹp nhé. Cô Thúy sẽ chọn màu vàng để tô mặt. Rồi mỗi một hình tròn ở phía thân thì cô sẽ chọn một màu khác nhau. Màu xanh, màu cam, màu xanh đậm, màu vàng và màu xanh đậm. Như vậy là cô đã vẽ xong bạn sâu rồi đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.